Video này sẽ hướng dẫn anh chị thao tác chọn máy in và in hóa đơn với phần mềm quản lý bán hàng SalesViet Hack. Phần 1. In hóa đơn khi sử dụng phần mềm quản lý bán hàng SalesViet Hack trên web. Tại trang tổng quan, anh chị vào mục quản lý, chọn mục thiết lập trang in. Bên dưới chức năng thiết lập trang in là các thiết lập nhỏ như việc in hóa đơn khi bán hàng, mua nhập hàng, trả hàng hoặc liên quan đến vấn đề thu chi v.v. Mỗi thiết lập nhỏ có thể chọn khổ giấy in khác nhau. Ví dụ, hóa đơn bán hàng sử dụng máy in có khổ giấy là K80. Chọn khổ in trong mục bán hàng là K80 có 3 cột hoặc K80 có 4 cột. Hay phiếu thu hoặc phiếu chi sử dụng máy in có khổ giấy là A5. Chọn khổ in trong mục thu chi công nợ là A5. Chú ý, ở đây chỉ thiết lập khổ giấy, khi in trên trình duyệt vẫn phải chọn máy in, do đó nên chọn chính xác khổ giấy của máy in để tránh tình trạng in không đúng. Tiếp theo là chọn kiểu chữ trên hóa đơn, hoặc chọn cỡ chữ hiển thị trên hóa đơn. Chỉnh sửa dòng thông báo ở đầu trang hóa đơn hay cuối trang hóa đơn. Lựa chọn ẩn hoặc hiển thị các thông tin không cần thiết khi in ra trên hóa đơn như giảm giá, phí, thuế, chiết khấu, ghi chú và v.v. Sau khi lựa chọn xong, nhấn vào nút in thử để xem hóa đơn mẫu với các lựa chọn vừa rồi khi in ra có phù hợp không. Nhấn vào nút in, hộp thoại trang in của trình duyệt web xuất hiện. Như phần hướng dẫn kết nối máy in ở cuối mỗi video, anh chị chọn máy in đã kết nối. Phần 2. In hóa đơn khi sử dụng phần mềm quản lý bán hàng SalesViet Hack trên file cài đặt. Tương tự như phần 1, tại trang tổng quan, anh chị vào mục quản lý, chọn mục thiết lập trang in. Bên dưới chức năng thiết lập trang in cũng là các thiết lập nhỏ như việc in hóa đơn khi bán hàng, mua nhập hàng, trả hàng hoặc liên quan đến vấn đề thu chi v.v. Mỗi thiết lập nhỏ có thể chọn khổ giấy in khác nhau và chọn máy in để in cho chức năng đó. Ví dụ, hóa đơn bán hàng sử dụng máy in có khổ giấy là K80. Chọn khổ in trong mục bán hàng là K80 có 3 cột hoặc K80 có 4 cột. Chọn máy in là X-Printer in qua Wi-Fi. Hay phiếu thu hoặc phiếu chi sử dụng máy in có khổ giấy là A5. Chọn khổ in trong mục thu chi công nợ là A5 và máy in là HP. Do đó, khi in hóa đơn bán hàng thì phần mềm sẽ dùng máy in X-Printer và ngược lại, khi in phiếu thu hoặc phiếu chi thì sử dụng máy in HP. Tiếp theo là chọn kiểu chữ trên hóa đơn, hoặc chọn cỡ chữ hiển thị trên hóa đơn, và chọn số bảng in ra trong một đợt, mặc định là một bảng trong một lần in. Chỉnh sửa dòng thông báo ở đầu trang hóa đơn hay cuối trang hóa đơn. Lựa chọn ẩn hoặc hiển thị các thông tin không cần thiết khi in ra trên hóa đơn như giảm giá, phí, thuế, chiết khấu, ghi chú và v.v. Sau khi lựa chọn xong, nhấn vào nút in thử để xem hóa đơn mẫu với các lựa chọn vừa rồi khi in ra có phù hợp không. Nhấn vào nút in kiểm tra hóa đơn và máy in có đúng với thiết lập vừa trên hay không.